Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Clip ngày hôm nay thì ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020 mùng 6 tháng 1 năm 2021 nha mọi người nhé. Em đang lên một bộ dàn karaoke cho anh Phạm Thành Lợi ở Đồng Nai. Clip làm clip test nhanh rồi đóng hàng cho các bác kịp về chơi Tết. Một con đẩy MDX thương hiệu của Mỹ, 8.5 kênh, đẹp xuất sắc, được tuyển chọn cho anh hàng đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn. Vàng Overland mic AP M8 hai mã thằng Tân Cường, cặp loa Sonana Matchet Session 340. Dòng này thì quá tuyệt vời, nói chung chất âm hay. Thì tiếng bass đánh rất sâu mềm, lời sáng rõ nét, âm thanh chi tiết. Phải nói là cái chất âm nếu mà để so sánh với những dòng Phaito ấy thì con này nhỉnh hơn các bạn. Mặc dù Phaito thì đắt tiền hơn rất là nhiều và em cũng đã từng bán dòng Phaito rồi. Đây, thiết bị ghép thì chỉ có vang mới đẩy và mic thôi. Và chất âm nó đã được hay đấy, như vậy. Mic AP của Tân Cường. Khi các bác sử dụng những dòng vang số thì nếu mà người làm người ta bán cho các bác, người ta có chuyên môn về setup cài đặt đấy, thì gần vang nó đã hay rồi, chưa nói các bác ghép thêm lọc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy, em chỉ cấu hình như này và nhạy rất là ngọt nhé. Về các bác không biết hát chẳng nữa thì đọc nó vẫn cứ hay. Mic này nó là từ dòng mic đẳng cấp rồi. Cái mức giá bán ở trên hãng thì giá khá là cao, nhưng mà cái mức giá đưa ra cho các bác thì cũng rẻ được mấy triệu một bộ.